45 cầu thủ Lào bán độ bị cấm thi đấu trọn đời Bóng đá Lào rúng động sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cấm trọn đời với 45 cầu thủ nước này vì tham gia giàn xếp tỷ số. Thông tin này được Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Lào LFF bà Kani keomani thông báo trong cuộc họp tại thủ đô Viên Trăn. 45 cầu thủ trong đó có cả những tuyển thủ quốc gia Lào sẽ bị cấm tham gia các giải đấu chuyên nghiệp đến hết đời. Danh tính của 45 cầu thủ này hiện vẫn được giữ kín. Những cầu thủ này đã giàn xếp tỷ số. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch triệu tập đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế, bà Kanya Kelmani nói. Phó Chủ tịch LFF Kham Feng Vong cho biết 45 cầu thủ này đã tự hủy hoại tương lai của mình. LFF sẽ không chấp nhận những cầu thủ như vậy, dù họ có tài năng cỡ nào đi chăng nữa. Gian xếp tỷ số là một vấn nạn đối với bóng đá Đông Nam Á. Cách đây 2 tháng, Indonesia cũng phanh phui 5 cầu thủ tham gia bán độ. Nhóm này đồng ý nhận hơn 150 triệu rupee, hơn 230 triệu đồng để dàn xếp tỷ số một trận đấu nhưng âm mưu không thành vì bị lực lượng chức năng phát hiện.